trà là ăn trái, dòng cây từ Trung Đông rất là chất lượng. Bây giờ em xin mời quý cô bác anh chị mình cùng xem những cái cỡ cây trà là tại nhà vườn Khánh Võ bên em nha. Nhà vườn Khánh Võ bên em là cung cấp đa dạng kích cỡ, những cỡ cây này là tầm trung. Bây giờ em xin mời quý cô bác anh chị mình cùng xem cái cỡ cây lớn hơn nữa. Phần lóng nó rất là cao. Những cỡ trà là này á, thì nhà vườn bên em đã chăm được hơn 3 năm tuổi rồi. Và những cỡ này đã cho trái bói được một lứa. Những cây này á, thì cao được 3 mét. Và cái phần lóng thân á, thì nó được khoảng tầm 60-70 cm. Rất là to, bụi bẩm như thế này nè. Cây này được hơn 1 năm tuổi rồi nha quý cô bác. Thân cũng bắt đầu to dần lên. Này là trà là chuẩn Trung Đông. Trà là Ba Hy này á, là khi mà cho trái á, trái nó rất là to, quả màu vàng, ăn rất là chất lượng. Loại cây ăn trái rất là có giá trị, vừa có tác dụng là làm đẹp cảnh quan, vừa có giá trị kinh tế rất là cao. Quý cô bác anh chị mình có quan tâm, cần đặt hàng cái loại trà là ăn trái chất lượng này á, thì cứ việc liên hệ tới số hotline của nhà vườn Khánh Võ bên em 0962 234 7777. Nhân viên sẽ tư vấn cho quý khách hàng cụ thể nhất. Em xin cảm ơn.